chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tôi Yêu Kỹ Thuật. Được gặp lại mọi người, Khoa rất là vui. Khi mọi người xem qua clip của Khoa, nếu thấy clip hay và có ý nghĩa thì mọi người hãy giúp Khoa bấm nút đăng ký kênh, đồng thời bấm vào biểu tượng cái chuông để mỗi khi Khoa là có làm thêm những clip mới thì YouTube nó sẽ gửi thông báo đến các bạn. Và ngoài ra các bạn cũng đừng quên là giúp Khoa bấm nút chia sẻ kênh để mọi người biết đến kênh Tôi Yêu Kỹ Thuật ngày càng nhiều hơn. Kênh Tôi Yêu Kỹ Thuật chia sẻ về những kiến thức và ngành nghề công nghiệp dân dụng, đồng thời Khoa có chia sẻ thêm về các máy móc trong lĩnh vực giày dai. Trước mặt các bạn là một con cọc gà le trung gian 24 con DC của ông Rồng. Thì con này nó cọc gà le trung gian cũng gồm có 8 con, rất là thích hợp cho những cái tủ điện thì hiện nó dùng DLC, đấu nối DLC các bạn. Thì cái bộ gà le trung gian này nó hiện tại có nhiều loại, có cọc 8 con, 6 con mà có cọc 12 con, thì mọi người tùy theo cái tủ mình sử dụng bao nhiêu con thì mình sẽ mua một bộ như vậy. Rồng 24 con DC, tất cả cái nguồn cấp nó 24 con DC, thì một chân tất cả chân 24 con nó đấu chung ra một cái bức điện, và còn lại 8 chân còn lại 8 chân không con, 8 chân dùng để dùng để điều khiển DC, nó điều khiển DC nó cấp ra không con để điều khiển. Thì con này khi nào cấp ra không con thì con nó mới sáng. Chiếu đây mà sẽ tắt điện vào để mọi người theo dõi coi những cái mắt mạnh của cái tình trạng trung gian hoạt động thế nào. Để mình có nhu cầu sử dụng cái tủ mình thì mua bộ này rất là rẻ, rất là tiền mọi người. Nó đưa ra ba cái điểm điều khiển, đưa ra ba cái điểm điều khiển, một cái điểm giữa cơm, còn hai cái điểm còn lại là nóng và trung hạ, chiếu vào cái tắt điện vào đây được. Tiếp theo sau đây là Khoa sẽ cấp điện 24 con DC đến cái cục gà le trung gian này, và đồng thời Khoa dùng có hai con cảm biến quang để test cái nguyên tắc hoạt động của cái cục gà le trung gian này như thế nào, 24 con DC của hàng ông rồng nó hoạt động như thế nào nha các bạn. Mình có dùng thêm là hai cái con cảm biến quang để mình test cái nguyên tắc hoạt động của cái cục gà le này. Đây là cục gà le trung gian 24 con DC hàng ông rồng, thích hợp cho mình sử dụng trong các tủ điều khiển, tủ điện máy móc điều khiển có sử dụng PLC. Thì con này là gà le trung gian này rất thích hợp cho việc sử dụng đối với những con PLC nó out tín hiệu không con đó, thì cái bộ điều khiển này, cái bộ gà le trung gian là rất là phù hợp. Vì ở đây 24 con cộng thì tất cả các 8 con này cái chân 24 von của nó, cái nguồn 24 von cộng của nó, nhà sản xuất nó đấu về cái tiếp điểm này và cái tiếp điểm này, hai cái điểm chân chung nguồn của 8 cái con này 24 von cộng. Còn 8 cái tiếp điểm còn lại này là 8 cái điểm không von. 8 cái điểm không von tương ứng cái 8 cái con ở đây trung gian này. Thì khi BLC nó out tín hiệu không con và đây và cái vị trí cái con nào thì con đó nó sẽ hoạt động, đèn nó sẽ sáng lên, cái đèn led này nó sẽ sáng lên. Và ở đây nó có mỗi con có 3 cái tiếp điểm, thì cái tiếp điểm chính giữa là tiếp điểm cơm, và tiếp hai tiếp điểm còn lại là một cái là thường đóng và cái thường mở, tùy cái mình cái tải này ra mình điều khiển là relay hay là mình điều khiển cái nguồn 220V thì mình sẽ đưa vào đây để mình điều khiển. Ở đây là khoa điều khiển cái bóng đèn này là bóng đèn 220V, thì cái dây lửa khoa đưa vào cái chân cơm nè, hai cơm mà cầu lại với nhau và ngồi ra, và dây ngồi khoa đưa vào cái nguồn này. Khi nào mà ở cái đây nó có sức đặt, ở đây Khoa dùng cái hai con sensor quang này, cảm biến quang này, Khoa dùng hai cảm biến quang này để sức tín hiệu không von để đóng điều khiển cái con rờ đây trung gian này.
thì hai con cảm biến này là hai con cảm biến quang nha mọi người. Đây hai cảm biến, con này và con này là hai cảm biến quang, đều là cảm biến quang nhưng mà nó công dụng nó khác nhau, tương tự tương đương giống nhau đều ao ra tín hiệu là không von, nhưng mà trong cái môi trường, mỗi cái một môi trường, mỗi một mục đích sử dụng thì nó sử dụng khác nhau. Ví dụ cho con này thì mình dùng trong môi trường nào mà nóng, môi trường nóng thì cái đầu giò này mình đưa vô đó được, những con như vậy mình đưa vô không được, vô nó nóng sẽ nóng nó chạy ra nó hư. Còn con này thì mình sử dụng trong các bồn dầu hoặc là nó báo cái mực nước hay mà báo cái mực dầu á, mình sử dụng con này là ok mọi người. Thì hai con này nó có 3 dây, có 3 dây điện, 2 dây dây xanh này và dây nâu là dây nguồn, dây nâu là dây 24V cộng và dây xanh là dây 0V, dây trừ á mọi người. Còn dây đen là dây tín hiệu, ao tín hiệu ra cái dây, về dây đen này khi đạt đủ điều kiện thì nó sẽ ao không con và cái dây đen này đó. Hai con nó giống mà nó dây với lại cách nó hoạt động cũng giống nhau đó, là tại nó phải sử dụng hai con này để điều khiển cái con rồi đây trung gian này. Thì ở đây cái con này là khoa cài, cái giá trị màu xanh là giá trị khoa cài đặt cho cái con cảm biến quang này, giá trị màu đỏ là giá trị thực tế của nó. Đây khoa đưa cái này, con này là con cảm biến quang là nó nhận tín hiệu, nhìn cái vạch đỏ nó báo, vạch đỏ là nó báo nó nhận tín hiệu nè, lúc đó xuất ra không vol nè mọi người, nó xuất ra không vol. Thì con số 2 nó đèn nó sáng nè mọi người. Cái tiếp điện thường thường đóng sẽ mở ra và thường mở ra đóng lại nè. Còn lấy cái tiếp điện thường mở thì lúc này nó đóng lại. Chân cơm là chân dây lửa rồi. Còn dây còn lại của đèn qua đưa dây nguội rồi. Thì lúc đó cái đèn nó sáng nè. Và tương tự cái con số 2 cũng vậy. À, nhận tín hiệu nè mọi người. Lúc này nó ao là không vo nè, phải. Ao là không vo nè. Con đầu con số 1 đèn nó sáng nè, nó hoạt động nè, con đầu này trung gian số 1 nó hoạt động nè, thì cái điện thường mà nó đóng lại nè, cái đèn mình cũng sáng nè. Mọi người theo dõi nó hoa, thì cái bộ rồi đây trung gian này khá được ưa chuộng, nó nhỏ gọn, nó tiện, mình sử dụng trong các tủ điều khiển có BOC á mọi người, sử dụng cái bộ này rất là tiện. Nó có rất nhiều loại, có nhiều loại mười mấy con cũng có, 24 con cũng có, 12 con cũng có, 8 con, 4 con cũng có. Tùy cái tủ nào mình sử dụng bao nhiêu con này mình sẽ mua cái bộ nó có bao nhiêu con nó mình gắn vào. Hai con cảm biến này là cảm biến quang hết nha mọi người. Sau khi nó phát hiện ra ở một cự ly nào đó, nó phát hiện ra cái vật thể thì nó xuất ra tín hiệu về cái dây đen này, xuất ra tín hiệu là không vong. Thì đối với những cái BLC nào mà nó cái ngò ao nó ao ra không vong á, thì mình sử dụng cái bộ rờ le trung gian này rất là hợp lý, rất là ok. Thì đây cái chất tất cả chân nguồn chung của 8 con này là chân 24V cộng nó đã đấu về đây rồi, thì còn lại là các chân không von. Các chân không von khi mà BDC nó out không von và cái tiếp điểm con nào thì con đó nó sẽ, cái đèn nó sẽ sáng và nó sẽ hoạt động. Tiếp điểm thường đóng lại, thường mở ra, thường mở đóng lại, thường đóng mở ra.